Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của HTC Desire E đã có mặt tại di động cao cấp .vn với thiết kế cực kỳ là loằng ngoằng. Nó đặt ở trên cụm cáp chân sạc mic anten phía dưới đuôi máy của HTC Desire E. Đó là phía cuối máy này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài của HTC Desire E, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không là do cái phần loa đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Các bạn để ý một chút nhé, cái đây cái phần màng loa của HTC Desire E. Khi mà nước vào hay là mạt sắt nó bám vào hoặc là chúng ta vô tình làm rơi va đập làm cho các vật dị vật nó bám vào cái màng loa này thì làm cho loa ngoài của HTC Desire E nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không. Hiện nay di động có cấp .vn có tất cả các linh kiện của HTC Desire E nói chung và phần loa ngoài của HTC Desire E nói riêng thay mới vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động có cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới loa ngoài của HTC Desire E cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ 024-66-75099, kỹ thuật viên để chỉ động cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.